Phía trước mặt chúng ta kia chính là nhà hàng Thủy Tạ, nằm sát bên mép nước của hồ Hoàn Kiếm. Một công trình có một cái vị thế độc nhất vô nhị. Nhà hàng Thủy Tạ thì nhìn như một con tàu. Đây là lối kiến trúc đã được lựa chọn khi cho tiến hành xây dựng cái nhà hàng này. Chúng ta đang có mặt ở ngay đầu phố Lê Thái Tổ, là nơi tọa lạc của con tàu này. Phía trước là cái khu vực bán kem. Theo tôi thì khu vực này làm cản trở rất nhiều đến cái hình ảnh của cái tòa nhà này. Đây là không gian mặt tiền của nhà hàng Thủy Tạ ở mặt phố Lê Thái Tổ. Kiến trúc hiện tại thì tòa nhà này có 2 tầng với kiến trúc mang đậm phong cách Á Đông, với mái ngói ống tức là ngói âm dương. Khu vực liên tục rất nhiều khách tham quan ra vào, một vị trí rất tuyệt vời. Ngói thì lập màu xanh, tường màu vàng nhạt và kết hợp với các cái họa tiết phương Đông. Có một cái cầu thang bộ dẫn từ phía ngoài đường vỉa hè lên tầng 2. Chúng ta cùng đi vòng ra phía sau để quan sát gần hơn ở phần mặt mép nước của nhà hàng. Trước đây thì nhà hàng nó chỉ có một tầng thôi, theo thiết kế nguyên bản. Phía trên là làm dàn hoa thoáng để cho thực khách ngồi thưởng trà và cà phê ở phía trên. Cái hình thái kiến trúc hai tầng ngày nay có từ năm 1958. Công trình này thì được một kiến trúc sư người Việt thiết kế vào năm 1936. Khu vực này có một cái cổng nữa để vào cái vật sân ngoài trời ở phía ngoài. Và đây là phần mặt mép nước của hồ Hoàn Kiếm, một màu xanh rất đặc trưng. Kia là phần đu ra phần mép nước của nhà hàng Thủy Tạ. Chúng ta cùng tiến vào phía bên trong nhà hàng. Nhà hàng Thủy Tạ thì có diện tích khoảng 600 m², lòng nhà thì chỉ có khoảng tầm 4,8 m thôi. Phía sân ngoài rộng tầm 5 m, và đây là khu vực rất tuyệt vời, rất lý tưởng và được nhiều người lựa chọn bởi yếu tố thiên nhiên và nằm sát với mép nước của hồ Hoàn Kiếm. Ở phía kia chính là khu vực đền Ngọc Sơn ở trong cái lùm cây kia, với màu nước xanh quá tuyệt vời. Ở đây chúng ta có thể có tầm nhìn view Hồ Gươm rất là bát ngát. Không gian này là không gian ngoài trời và phục vụ trong các cái thời tiết đẹp. Nếu như trời mưa thì mọi người có thể vào trong khu vực ở phía trong nhà. Không gian nhà hàng thì rất là sang trọng, bài trí theo phong cách hiện đại trên cái nền tông của phong cách kiến trúc cổ truyền đậm chất Á Đông. Chiều dài nhà hàng Thủy Tạ khoảng 50 m. Con nhà hàng như một con tàu duyên dáng nằm ở bên mép nước, kiểu như đang tàu đang cập bờ. Ở không gian này thì chúng ta thấy nhà hàng rất là sang trọng. Nếu như chúng ta muốn thưởng thức cái đồ ăn đồ uống ở trong khu này thì cũng nên chấp nhận một mức giá cao hơn bình thường, bởi vì cái vị thế rất đặc biệt của nó. Các cái họa tiết trang trí cửa hệ thống này rất mang chất Á Đông, giống như cái bức bàn của các nhà Việt cổ xưa. Các cái họa tiết được kết hợp giữa Á và Âu một cách rất hài hòa. Nhà hàng thực sự là một điểm đến rất lý tưởng cho những người đến thăm Hà Nội hoặc là những cái nơi hẹn hò để tiếp khách. Không gian về đêm thì nhà hàng càng trở nên rực rỡ hơn, rất ấn tượng với cái khung ảnh đèn màu và thực sự nổi bật ngay bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Một công trình đã có tuổi đời gần 100 năm rồi. Trong thời Pháp thuộc, trước khi xây dựng nhà hàng Thủy Tạ, vị trí này đã là quán cà phê nhỏ tên là Ngọc Hồ. Chủ quán là cô Thược, con gái một nhà quan. Một cô gái tài hoa, lịch lãm, khéo tiếp cận khách, nên đây là nơi lui tới của những thanh niên trí thức còn lại, luật sư, bác sĩ, dược sĩ và các văn nghệ sĩ lúc bây giờ.
Cho đến năm 1935, chính quyền thành phố lúc bây giờ là Đốc lý Pháp Vigretti nhận thấy cảnh quan ở góc hồ này rất xấu xí, không phù hợp với tháp Bút, cầu Thế Húc và đền Ngọc Sơn, nhất là về buổi tối từ phố Pôn-bớt, tức là phố Hàng Khay ngày nay. Nhìn sang thì góc hồ này rất thiếu ánh sáng nên đã cho dẹp quán cà phê Ngọc Hồ. Ý tưởng của ngài Vigiti là ở góc hồ này sẽ là một quán trà hay cà phê có kiến trúc Á Đông phù hợp với cảnh quan chung của Hồ Hoàn Kiếm. Để thực hiện ý tưởng này, một hội đồng của thành phố đã được lập ra để phê duyệt thiết kế và chọn nhà thầu xây dựng. Hội đồng này do Đốc lý Vigiti làm chủ tịch, gồm có các ông Hoàng Trọng Phu, Tổng đốc Hà Đông, cựu Tổng đốc Nguyễn Quốc Năng, ông Trần Văn Lai và một số ủy viên Pháp ở tòa Đốc lý Hà Nội. Thư ký là ông Lagay Quét, một kiến trúc sư của Pháp. Bản vẽ thiết kế nhà thủy tạ của kiến trúc sư Võ Đức Diên trúng tuyển, có hình dáng như một con tàu trên mặt nước. Và nhà thầu xây dựng Nguyễn Huy Ái ở 51 phố Hàng Đào đã được lựa chọn. Có tài liệu cho rằng bản thiết kế là của kiến trúc sư Pháp Lagay Quét. Thống sứ Bắc Kỳ thông qua những lựa chọn này đã ấn định ngày khởi công là 31 tháng 1 năm 1936. Công trình nhà thủy tạ được khánh thành vào ngày 30 tháng 12 năm 1936. Nhà thầu Nguyễn Huy Ái được quyền khai thác nhà hàng trong thời hạn 14 năm, tức là đến hết năm 1950. Như vậy chúng ta thấy rằng là thầy Pháp đã có cái mô hình hợp tác công tư dạng BOT này rồi. Sau tiếp quản Hà Nội năm 1954, nhà hàng Thủy Tạ do công ty ăn uống Hà Nội quản lý kinh doanh, cả uống và ăn. Kem Thủy Tạ là một thương hiệu nổi tiếng cùng với thương hiệu kem Tràng Tiền ở Hà Nội. Với những món ăn ngon kết hợp những không gian thoáng, cảnh quan lại đẹp ở trung tâm Hà Nội bên bờ Hồ Hoàn Kiếm huyền thoại, nhà hàng Thủy Tạ là địa điểm lý tưởng để thực hiện ngoại giao ẩm thực. Từ đó đến nay thì nhà hàng Thủy Tạ bên Hồ Hoàn Kiếm vẫn là địa điểm yêu thích, hấp dẫn người Hà Nội, đồng bào và các tỉnh khách nước ngoài mỗi khi có dịp đến với Hà Nội. Có một số người gọi nhà hàng Thủy Tạ là Thủy Tọa. Họ cho rằng chữ tọa có nghĩa hay hơn chữ tạ, vì ai cũng biết tọa là ngồi, thủy là nước, thủy tọa là ngồi trên mặt nước. Giống như tọa sơn quan hổ đấu, nghĩa là ngồi trên núi để xem hổ đánh nhau. Không phải là như vậy, vì tọa sơn là ngồi trên núi thì ngồi trên mặt nước phải là tọa thủy chứ không phải là thủy tọa. Lại có ý kiến cho rằng do người Hà Nội phát âm ngọng đọc thủy tạ dễ hơn, không phải uốn lưỡi nếu đọc là thủy tọa do phát âm không chuẩn mà thành nên thủy tạ. Vậy thủy tạ thì có nghĩa là gì? Có một cách để giải thích về tên gọi thủy tạ, quý vị cùng tham khảo. Tạ là một hình thức kiến trúc cổ xuất hiện khá sớm ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, cùng với những hình thức kiến trúc cổ khác như đình đền, chùa miếu am. Nhưng tạ thường xuất hiện ở những chốn phục vụ cho nhu cầu ăn chơi của tầng lớp thống trị như hành cung, ly cung, biệt cung, với lối kiến trúc đơn giản được dựng bên bờ mặt nước như hồ, sông, suối, nên chữ tạ cũng nguyên nghĩa là ngôi nhà dựng trên mặt nước, vì thế mà gọi là thủy tạ. Chữ Hán thì cùng một cách đọc nhưng lại có khi viết khác nhau, chữ viết khác nhau nên nghĩa cũng khác nhau. Chữ tạ dùng trong tạ ơn, tạ biệt, tạ từ khác chữ tạ. Khác là có bộ ngôn ở bên trái chữ, còn chữ tạ lấy tên làm nhà hàng ở đây thì bên trái chữ lại là bộ mộc, có nghĩa là mái nhà sàn, cái đài cao. Thủy tạ là nhà sàn trên mặt nước. Tạ thì không xuất hiện ở những nơi cung điện quan trọng, nơi tổ chức các cái điển lễ hoàng triều hay chốn miếu mạo thâm nghiêm, nơi thờ cúng thần linh. Đặc điểm chung là tạ không xây dựng bề thế hoành tráng, nhưng nó cũng là hình thức xây dựng làm tô điểm thêm cái đẹp thanh tao trong hệ thống kiến trúc cung đình. Ở triều Nguyễn ở nước ta thì cũng có nhiều công trình kiến trúc tạ ở khắp nơi, nhưng do sự tàn phá của chiến tranh nên đến nay thì còn kể tên được bốn
kiến trúc Tạ nguyên vẹn. Thứ nhất là trường Du Tạ ở cung Diêm Thọ trong hoàng thành Huế. Thứ hai là nghênh lương Tạ ở trước mặt kinh thành. Thứ ba là Vũ Khiêm Tạ ở lăng Tự Đức. Thứ tư là Sung Khiêm Tạ ở lăng Tự Đức. Và như vậy thì nhà hàng bên hồ Hoàn Kiếm chính xác là Thủy Tạ, và thực tế từ xưa đến bây giờ qua nhiều lần tôn tạo chỉnh trang, biển hiệu của nhà hàng đang treo vẫn bằng dòng chữ Việt là Thủy Tạ. Và tới đây thì nhà vui xin kết thúc video giới thiệu về cái nhà hàng Thủy Tạ ngay bên mép nước của hồ Hoàn Kiếm. Nếu có dịp đến Hà Nội, mọi người đừng bỏ lỡ dịp được thưởng thức các cái món ăn, uống cà phê, thử ngoạn cái cảnh đẹp của hồ Hoàn Kiếm ở ngay trên tòa nhà này. Xin chào, hẹn gặp các bạn trong các video clip tiếp theo.